Xin mời Ông bà, ông bà, ông bà, cô chú, cô chú, anh chị em anh chị em dùng bữa ăn tối đi ăn nước thịt bò thịt bò ngon quá. ngon quá. Thường ở Mỹ, ông bà cô chú, vào ngày lễ Giáng sinh thì tất cả mọi người đều có quà ha. Thịt bò chính rồi đó ông bà cô chú. And butter, when you put it in all the butter melt on top and just right over. Ông nói ông để bơ vô giống vậy nè ông bà cô chú, khi mà bơ chảy ra thì nhìn rất là đã. Đồng mến chào ông bà cô chú, hôm nay ông xã Trân sẽ nấu món bò ha. Bò này nhà Trân mua ở chợ Safeway, giá rất là rẻ luôn, giá nguyên bản là 48 đô 29 sen đó ông bà cô chú, nhưng mà nhà Trân chỉ phải trả có 27 đô 15 sen thôi, tại vì nhà Trân là thẻ thành viên á. Một miếng này mà cả nhà mà đi vô trong nhà hàng ăn là đã khoảng 50-60 đô một miếng rồi đó ông bà cô chú. Nên họ rất là tuyệt vời khi mà ông xã cho ông đi chợ, ông chọn những cái thớ thịt ngon mà rẻ nữa. Trời ơi, nặng vậy mà cũng cầm nổi luôn hả Victor? Món gì đó con? Yes. Đếm cho mẹ mấy miếng thịt bò rồi Victor. Đếm số cho mẹ đi, số mấy đó. Con chào ông bà cô chú, nói mời ông bà cô chú ăn thịt bò ba con sẽ nấu nha. Anh khoái phụ mẹ đồ trong bếp lắm ông bà cô chú. Anh muốn lấy thịt bò này ông bà cô chú, nặng quá lấy không được. Victor, thịt bò đâu phải đồ chơi của con đâu mà con chơi vậy hả? Ôi trời ơi, beef, nói đi con, thịt bò 3 miếng thịt bò 1,5 kg nè ông bà cô chú, rất là to luôn. Đựng cái chảo này là chảo to nhất của nhà Trân luôn nè. Đợi ông xã Trân ra, ông sẽ nêm nếm gia vị, ông sẽ nấu, tại vì ông là người nấu ăn rất là ngon đó. Húng quế ông xã cho ông mua siêu thị nè ông bà cô chú. Húng quế bên Mỹ nó như vậy nè, cái quế nè, nó thơm lắm ông bà cô chú. Mua giờ ông ngắt mấy lá ông ăn, sau đó ông bỏ vô ông trồng nè. Ông trồng vô chậu đất nhưng mà nó có vẻ nó không có sống trong đất ông bà cô chú, nên ông bỏ lại ngược vô nước nè. Mời ông bà cô chú xem dĩa salad của ông xã cho nè ông bà cô chú. Ông ăn một dĩa salad với cà chua nè. Rồi ông ăn với trứng và phô mai. Đó là bữa sáng của ông. Ăn sáng như vậy để được 6 muối đó ông bà cô chú. Đây 6 muối nè. 6 muối em một muối đang biết nữa. Salad. Salad. Mắc vô. Healthy salad make you nice and skinny and look like you're not 64 when indeed you are. Yeah, ông nói ăn salad là hả, làm cho ông là trẻ khỏe nè, 64 mà nhìn không có giống 64 tuổi nè ông bà cô chú. Eat you looking young and nothing short of sexy. Ông nói làm cho mình trẻ và rất là sexy. Men will want to be you and women will want to be with you. Ông nói ăn và giữ cơ thể của mình như vậy thì làm cho những người đàn ông muốn làm bạn với mình, còn những người phụ nữ thì muốn ở gần với mình. Đó là bí quyết của ông đó ông bà cô chú. Bye, see you later. Next salad eaten. Trứng của ông xã nè ông bà cô chú. Ông bỏ một tí xíu húng quế nè, cái này là húng quế nè. Này là cà chua nè, ở giữa nữa. Đây ở giữa là phô mai nè ông bà cô chú. Ăn sáng của ông chất lượng chưa? Hai cái trứng. Cô chú ăn salad nha. Ông xã cho ông nêm nếm nè ông bà cô chú. Ông sẽ nêm muối hồng. Ông bà cô chú thấy ông để 3 miếng thịt vừa vặn luôn cái chảo. Trần để nó không có vừa mà ông sao mà vị trí của nó để mà nó vừa với cái chảo. Chứ không có giống như Trần. Ông cho tỏi vô đó ông bà cô chú. Ôi trời. Tỏi. Tỏi Trân mua nhiều quá xong mà Trân để trong đá đó ông bà cô chú. Bây giờ mỗi lần mà dùng thì Trân lấy ra Trân xài vậy nè. Anh ấy cho bơ vô nè ông bà cô chú. Bơ Trân cắt sẵn Trân bỏ vô trong cái hũ nè. Mỗi lần xài mình lấy ra một lần mình xài cho nó dễ nè ông bà cô chú. Anh ấy để dầu dừa ở dưới chảo ông. The butter, when you put it in all the butter melt on top and just right over. Ông nói ông để bơ vô giống vậy nè ông bà cô chú, khi mà bơ chảy ra thì nhìn rất là đã. Homemade pepper, onion and garlic. We could put it now, but no,
the children have to eat steak too. So we put it later on when we're eating steak at the table. Ông bà cô chú xem ổng làm cái hũ ớt nè ông bà cô chú. Ớt. Exclusive. Ông nói là cái này là công thức rất là tuyệt vời của ông đó. What do you have in there, daddy? Exclusive taste and aroma. I just mentioned it. I said it's garlic. Garlic, it's, tỏi. It's chili pepper. Ớt. And also onion. Hành tây. All blending together. And ba nguyên liệu xay chung với nhau. A little bit of salt. Olive oil. Xay nhuyễn ra, ông sẽ bỏ tí xíu muối, tí xíu dầu ô liu. A little bit of black pepper from Vietnam. Tí xíu tiêu từ đến từ Việt Nam. And on top here, we garnish it with a little bit of basil from Europe. Okay. And there's the basil over there. Yeah, và cái lá ông để trên mặt nhìn cho nó đẹp hấp dẫn nè ông bà cô chú là lá húng quế. Lá húng quế này ở Ý người ta dùng rất là nhiều đó ông bà cô chú. Nó khác so với Việt Nam mình tí xíu. And this is the best pepper sauce north of Seattle. Rồi ông nói đây là cái sốt mua ớt đặc biệt đến từ Seattle, Washington State, bang Washington. Và cái này là ông làm đặc biệt á, để chân và ông có ăn á, thì để trên mặt thịt bò đó ông bà cô chú. Nhưng mà thịt bò ông nấu thì để cho con ông ăn nữa nên ông không có bỏ bây giờ. Ông lấy ra xong rồi ông nhớ lại là con ông phải ăn nữa. Anh ấy sẽ cho cái nước sốt này lên dầu, lên thịt bò nè ông bà cô chú. Cái này giống như là xì dầu ở Việt Nam mình vậy á, nhưng mà ông mua loại này loại của Mỹ. Hàng này hàng hữu cơ organic luôn ha. Đàn ông của nhà Trân nè, đầu bếp chuyên nghiệp nấu ăn rất là ngon bà cô chú. Anh ấy sẽ đổ vào nè. Ông nấu thịt bò là con trai của ổng á, Victor, anh nhỏ, anh ăn ngon lắm, anh bóc thịt bò anh ăn không đó. Way better than Mr. Chu. Sorry Mr. Chu. And also sorry Mr. Young. Ông nói món thịt bò của ông nấu sẽ ngon hơn hai những cái nhà hàng mà ông đã từng ăn. Hai người mà ông biết đó là Mr. Chu ở Florida và Mr. Young ở Washington, Bellingham. Thịt bò ông nấu là số 1. Giờ ông mở lò lên nè ông bà cô chú. It's gonna be low broil. We're gonna start the low broil. And we're gonna do low broil for approximately half an hour. Set the timer. Ông nấu ở chế độ broil ấy, ông bà cô chú đây nè. 30 phút đó ông bà cô chú. Sau 30 phút ông sẽ lấy ra ông nêm nếm gia vị cho vào lúc cuối. Nó vừa thơm ngon mà nó không bị cháy nữa. Half an hour, including preheat. Nấu nửa tiếng. Okay. See you later after 30 minutes. See you later after 30 minutes. We'll see what the product looks like. Then we add some additional ingredients like chopped onions, fresh onions, some fresh garlic. Some fresh secret ingredients that I cannot disclose now, but maybe I disclose it later on. Điệu đà ghê, ông nói là tí nữa ông sẽ cho một tí tí xíu hành tây tươi và cà rốt tươi cho vô, nó rất là ngon, thơm ngon. Gặp lại ông bà cô chú sau nửa tiếng đồng hồ nữa. Tạm biệt, bye bye. Chừng cắt một ít cà rốt nhỏ ra cho ông xã ông nấu chung với thịt bò này ông bà cô chú. Mình sẽ cắt hành tây luôn ha, hai cái để chung với nhau. Ông sẽ cho lúc cuối khi thịt bò chín rồi ha, ông sẽ cho vô ha. Sau nửa tiếng thì cái lò đã kêu, anh ấy đã xuất hiện với cặp bao tay. Ô trời ơi, nhìn hấp dẫn quá ông bà cô chú ơi. Trời ơi, wow, very good daddy. So we do it. Wow. Quá ngon luôn bà cô chú, nguyên cái nồi thịt hấp dẫn cực kỳ luôn. Giờ nãy sẽ cho hành tây và cà rốt vô nồi thịt bò nè ông bà cô chú. Rồi nó ra cái màu đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn. Hành tây Trân đã cắt nè ông bà cô chú. Hành tây và cà rốt. Nó ra có ba màu rất là đẹp mắt luôn. Màu cam của cà rốt, trắng của hành tây và vàng ươm của thịt bò rất là thơm luôn ông bà cô chú. Đúng là bơ và dầu dừa rất là thơm. Anh ấy sẽ cho tiêu đen vô, cho thêm tí xíu muối hồng.
Jamaican Old Spice ông bà cô chú, giống như ngũ vị hương của Việt Nam mình đó. Bột ớt, paprika cho nó ra cái màu nó đẹp đó ông bà. Cái này nó không có cay So ha. the Và smoke cũng rất pepper. là tốt. Đây nè, smoked paprika. So Wow. Ông hái cái lá húng quế ông cho vô trên mặt nhìn nó rất là đẹp mắt. Anh ấy cho bột tỏi vô ông bà cô chú. Quá trần luôn, nêm rất là nhiều gia vị luôn. Rồi anh ấy roast sẽ bỏ vô trong lò lại đó ông bà cô chú. onion, give it flavor and then turn it off. Anh ấy nấu ở chế độ fry trong vòng 15 phút nữa đó ông bà cô chú, để hành tây nó sẽ được cháy luôn cho nó thơm nó ngon. Nồi thịt bò đã chín rồi nè ông bà cô chú, nhìn màu rất là hấp dẫn luôn. Hello Thịt bò chín rồi đó. everyone. There it is. The proof is in the pudding. And the pudding is right here. Figurative is speaking. What was the steak? Not pudding. Ông nói giỡn, kể chuyện giỡn đó ông bà cô chú. Đây, thịt bò đã chín rồi nè. Rất là đẹp và thơm ngon ha. Và đầu bếp rất là chuyên nghiệp của nhà Trân đây. Nhìn từ trên xuống dưới nè ông bà cô chú. Đầu bếp giày này là hai mươi mấy năm không đó ông bà cô chú. Thay vì đi ăn nhà hàng thì nhà hàng tại nhà, nhà hàng 5 sao tại nhà đó. Chào mừng ông bà cô chú chị em ăn thịt bò của nhà Trân nghe. Mừng lễ Giáng sinh. Bây giờ Trân sẽ cắt bò ra cho hai con trai Trân ăn nè ông bà cô chú. Nguyên một miếng bò rất là to nha. Thịt bò. Chào mừng ông bà cô chú xem đồ ăn của con Trân nè. Trân làm khoai lang và khoai tây á, nấu ở trong lò vi sóng. Trân bỏ ra, bỏ tí xíu bơ và tí xíu bột tỏi vô. Trên là thịt bò cho hai con trai Trân ăn nè. Cho mời ông bà cô chú ăn tối nha. Đây là phần của ông xã Trân nè. Một cái tảng sườn bự ơi là bự luôn. Dĩa trái cây cho phần của Trân và hai con đây. Đây là bàn ăn của nhà Trân nè. Rồi Ly ba ma, sit down đi con. Xin mời ông bà, Anh bà, cô chú, cô chú, anh chị em anh chị em dùng bữa ăn tối đi ăn nước thịt thơ bò ngon quá. ngon Cho mời ông bà cô chú cùng ăn tối với nhà Trân nha. Ông xã Trân nấu ăn rất là ngon đó ông bà cô chú. Hồi nãy Trân đã nếm rồi, bò rất là ngon, mềm và vừa ăn. Yeah, enjoy. quá. Enjoy. Ngon không con? Ngon chứ sao dạ không? Ăn bò, ăn bò đi con. Yes. Dạ không. Ăn bò. Dạ không. Dạ không mẹ ơi. Ok, dạ không. Ok, mẹ nghe rồi. Ăn xong mẹ cho. Ngon lắm mà bà cô chú ơi. Người đàn ông nấu ăn rất là ngon, nêm nếm rất là vừa ăn. Và đi chợ được giá rẻ nữa ông bà cô chú. Thích nhất là đi chợ giá rẻ quá chừng luôn. Mua được có nửa giá à. Victor hai vừa ăn đó ông bà cô chú. Đi ba ma gần được 4 tuổi. Tết này là con được 4 tuổi. Con cũng tự ăn luôn đó bà cô hành tây và cà rốt nó mềm ra ông bà cô chú. Hai ảnh ăn rau là ăn như vậy á. Chứ con nhà chẳng không có ai ăn canh hết trơn, ở trong nấu canh ra có mình ăn à. Ngon quá con. Thôi dứt đã đi. Good. Good. Yep. Very Ai muốn đẻ con trai? Who want to have the baby boy? Eat that beef. Yep. Ếch hôn với mẹ. Rồi đúng rồi. Ếch hôn mẹ ha.
Đúng rồi. Còn có hôn ớt không? Đúng rồi. Biết cho ăn giỏi quá không? The frog can dance. Yes. You said, oh, oh. Yeah. The frog can dance on the table. Yes. Ếch đứng, nói gì con? Ếch đứng. Trên bàn. Ếch đứng trên bàn. Thường ở bên này ông bà cô chú bên Mỹ á, giáng mì kìa, chú xe giáng mì. Thường ở Mỹ ông bà cô chú vào ngày lễ Giáng sinh thì tất cả mọi người đều có quà ha. Nhưng mà nhà Trần thì mua quà lúc nào cần là mua, chứ không có cần phải đến ngày Giáng sinh mới mua. Nên có cũng được, không có cũng không sao. Cả nhà cũng thấy mình đập hộp mấy lần rồi đó. Dạ. Trần cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Cả nhà xem video, nếu thích video nhớ nhấn nút like, share và đăng ký kênh cho Trần nha. Trần cảm ơn cả nhà. Chúc ông bà cô chú một ngày mới vui vẻ, an lành, hạnh phúc và một mùa Giáng sinh vui vẻ. Tạm biệt ông bà cô chú. Say bye bye. Bye bye. Please do like and subscribe and thanks for your visit. Hoa hồng này là hoa hồng tươi đó ông bà cô chú. Tươi mà tươi mãi mãi luôn, không bao giờ héo luôn á. Có mở điện lên luôn đó ông bà cô chú. Biết cơm. Happy birthday to Victor. Happy birthday to Liabama. Happy birthday to both of you. Happy birthday to Liabama and Victor. Nice.